Chào mẹ, bổ sung gì cho bé trong giai đoạn 0 đến 3 tuổi đây? Đây chắc hẳn là câu hỏi băn khoăn của tất cả các mẹ bỉm sữa chúng mình phải không nào? Trong video ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng mình đi tìm hiểu về việc bổ sung vitamin và các vi chất cho bé trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi nhé. Đây không phải là một hướng dẫn y khoa mà chỉ đơn thuần là kinh nghiệm của bản thân mình đã áp dụng cho bé Sam nhà mình thôi. Rất là hy vọng một vài thông tin mà mình chia sẻ ngày hôm nay có thể giúp ích được cho các mẹ. Đầu tiên là giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi. Thì trong giai đoạn này các mẹ đều biết rằng đối với trẻ thì sữa mẹ sẽ là nguồn thức ăn duy nhất, nguồn thức ăn chính duy nhất. Còn nếu như trong trường hợp nếu như không may mà mẹ không đủ sữa cho con thì mẹ sẽ dặm thêm sữa công thức. Vậy chỉ có sữa mẹ và sữa công thức là nguồn thức ăn duy nhất thôi. Trong sữa mẹ và sữa công thức đã có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng mà bé cần rồi. Vậy nên là hầu như không phải bổ sung gì hết, chỉ trừ duy nhất một loại vitamin mà chúng ta cần phải bổ sung cho con. Bởi vì cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp được vitamin này, đó là vitamin D3. Ở trong sữa mẹ thì chỉ có cái lượng vitamin D3 bằng khoảng 1/8 nhu cầu của cơ thể trẻ cần thôi. Nếu như trẻ uống sữa công thức hoàn toàn mà được khoảng hơn 1 lít một ngày thì lúc đó chúng ta không cần phải bổ sung thêm vitamin D3 cho con nữa. Tuy nhiên là cái trường hợp bé mà uống được 1 lít sữa một ngày, sữa công thức một ngày là trường hợp khá là hiếm gặp. Chính vì vậy mà hầu như tất cả các bác sĩ đều khuyến cáo các mẹ phải bổ sung vitamin D3 cho con từ khi sơ sinh. Đối với bé Sam nhà mình thì mình bổ sung cho con từ sơ sinh đến nay là 2 tuổi rưỡi vẫn tiếp tục bổ sung cho con. Liều khuyến cáo bổ sung cho bé là 400 IU một ngày. Thì tùy từng loại vitamin D3 khác nhau mà nó sẽ là 1 giọt, 2 giọt, 3, 4 giọt. Thì các mẹ hãy đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng. Đối với bạn Sang nhà mình thì mình đã thử qua cho con 3 loại: vitamin D3 thuần của Pediakit này, vitamin D3K2 của Sunday Natural, D3K2M7, và tiếp theo là vitamin D3 của Nature's Way. Có một trường phái thì là nhất định phải là vitamin D3K2 mới tốt. Một trường phái khác thì cho rằng trẻ sơ sinh chỉ nên được bổ sung D3 thuần thôi, không nên bổ sung D3K2. Thì theo mình được biết đó là vitamin D3 thì quan trọng rồi, các mẹ đều biết. Còn vitamin K2 thì đó là một cái vitamin được cơ thể tổng hợp qua đường ruột. Vậy nên là ít có trường hợp cơ thể thiếu vitamin K2. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp có thể bị thiếu, và nhất là với những cái bé mà hay gặp vấn đề về tiêu hóa. Chính vì như vậy mà theo quan điểm cá nhân của mình đó là các mẹ bổ sung D3 thuần cũng đã rất là tốt rồi. Còn nếu như mà các mẹ muốn có thể bổ sung thêm D3K2 cũng không sao cả. Việc dư thừa K2 cũng không đến mức là quá dư thừa hay là có hệ lụy gì cho sức khỏe của con cả. Nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm và lựa chọn nhé. Cái điều quan trọng mấu chốt mà theo mình ở đây đó là lựa chọn một cái nhãn hàng uy tín, một cái sản phẩm uy tín đảm bảo chất lượng cho con, được sản xuất bởi những nhà sản xuất uy tín có thương hiệu trên thị trường. Tiếp theo là giai đoạn từ 6 tháng tuổi trở lên. Thì trong giai đoạn này ngoài sữa mẹ và sữa công thức thì bé đã được bắt đầu ăn dặm, thực phẩm cũng sẽ phong phú hơn, đa dạng hơn. Các mẹ nên chú ý đa dạng các loại thực phẩm để đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho con. Các mẹ cũng chú ý là hãy cho con đi uống vitamin A một liều, liều cao duy nhất theo chương trình của Bộ Y tế hàng năm nhé. Trong giai đoạn này thì các bé cũng rất hay gặp cái hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt sinh lý. Đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Đối với bạn thân bạn Sam nhà mình thì mình có đưa bạn ấy đi khám trong một đợt mà bạn ấy bị sốt virus và có xét nghiệm máu. Chính vì vậy mà bác sĩ có kết luận là bạn ấy bị thiếu máu do thiếu sắt và cũng có kê thêm sắt để bổ sung thêm cho con. Vậy thì đối với sắt ấy thì các mẹ sẽ không tự ý bổ sung mà cần phải có chỉ định của bác sĩ. Tiếp theo là men vi sinh. Thì đối với men vi sinh mình sẽ chỉ bổ sung theo đợt cho con. Thường là những lúc mà con bị táo bón, con xì xoẹt hoặc là sau những các đợt mà con bị ốm phải dùng kháng sinh dài ngày thì mình sẽ bổ sung theo đợt cho con vào khoảng từ 10 ngày đến 2 tuần. Men vi sinh thì sẽ rất là tốt trong việc là làm ổn định cái hệ vi sinh vật đường ruột và giúp cho cái hệ tiêu hóa của con được khỏe mạnh, tăng sức đề kháng cho con nữa. Một loại vi chất tiếp theo mà các mẹ cũng rất là quan tâm đó là DHA. Không biết ở đây có mẹ nào mà cảm thấy DHA nó cực kỳ tanh không? Nó tanh như thế nhưng mà các mẹ cứ yên tâm là các bạn nhỏ thì các bạn ấy lại rất là thích và rất là hợp tác với DHA. Đối với DHA thì mình ưu tiên bổ sung cho bản thân mẹ để truyền dinh dưỡng cho con trong thai kỳ. Trong suốt thai kỳ là một cái thời gian mà hợp lý và thời gian con có thể hấp thu được DHA một cách tối ưu. Sau đó là trong quá trình nuôi con bú thì mình cũng bổ sung DHA để cho DHA có thể truyền vào sữa mẹ cho con bú. Trong giai đoạn ăn dặm thì mình chú ý đa dạng các loại thực phẩm cho con. Tuy nhiên có một đợt là thực sự là bạn Sam biếng ăn.
ăn không ăn gì cả, chỉ ăn có mỗi cơm với canh thôi, từ chối tất cả mọi loại đồ ăn. Thì mình cũng lo ngại đến việc là không thể đảm bảo đủ chất và đủ dinh dưỡng. Mình có tìm hiểu để bổ sung một số vi chất và trong đó có DHA để bổ sung cho con trong giai đoạn đó. Sau đó tiếp theo thì mình cũng bổ sung DHA nhưng mà chỉ bổ sung theo đợt ngắn hạn. Đối với DHA thì theo mình là cũng tùy từng điều kiện kinh tế và tùy từng cái sự cân nhắc của các mẹ về việc là có nên bổ sung hay không. Ngoài ra thì còn có kẽm này, canxi này, lysine này, tăng đề kháng này, thì những cái thực phẩm chức năng đó mình sẽ chỉ bổ sung cho con theo khuyến cáo và chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt là canxi mình cần phải nhấn mạnh với các mẹ không nên tự ý bổ sung cho bé, bởi vì nó sẽ có thể gây ra những cái hệ lụy rất là lớn đến sức khỏe của con. Mình hy vọng rằng một vài những cái chia sẻ này của mình có thể khiến cho các mẹ hiểu rõ hơn, có một chút kinh nghiệm về việc bổ sung vitamin và vi chất cho con. Để cho cẩn thận thì trước khi bổ sung bất cứ cái gì, các mẹ hãy hỏi ý kiến của bác sĩ và những cái chuyên gia về dinh dưỡng cho trẻ nhé. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại các mẹ ở những video lần sau nhé. Bye bye.